Trước khi bước vào trận đấu thuộc vòng 18 V-League được diễn ra vào chiều qua, SHB Đà Nẵng đang có được 23 điểm sau 15 trận đấu và đang đứng vị trí thứ tư trên bảng xếp hạng. Trong khi đó chỉ có vẻn vẹn 8 điểm trong tay, Hùng Vương An Giang vẫn chôn chân dưới đáy của bảng tổng sắp. Với những sự bổ sung cầu thủ chất lượng ở giai đoạn giữa mùa, Hùng Vương An Giang đang chơi khá ấn tượng trong vài vòng đấu gần đây. Tuy nhiên, nếu so với SHB Đà Nẵng thì đội bóng miền Tây vẫn có phần lép vế hơn. Đó là chưa nói đến việc họ phải làm khách trên sân Chi Lăng, nơi đi dễ khó về cho rất nhiều đội bóng. Và nhận định trên hoàn toàn có cơ sở khi ngay ở phút thứ hai của trận đấu, nhận đường truyền của Bernardo, Vũ Phong bình tĩnh chắc bóng thêm vài nhịp trước khi thực hiện pha sửa lòng vào góc xa, khiến thủ môn Minh Nhật bó tay mở tỷ số của trận đấu. Có bàn thắng càng giúp cho đội bóng bên bờ sông Hàng chơi tự tin, họ thoải mái triển khai thế trận theo ý đồ của mình. Và nếu may mắn hơn một chút nữa thì đội chủ nhà đã có được bàn thắng nhân đôi cách biệt sau pha sút xa tuyệt đẹp của cầu thủ Giang Trần Quốc Tân. Nhưng tiếc là trong tình huống này bóng lại tìm đến sàn ngang khung thành của đội khách. Thế trận trong hiệp đấu thứ hai vẫn không có gì thay đổi khi SHB Đà Nẵng chủ động chơi chậm và chắc nhưng vẫn tạo ra được rất nhiều cơ hội nguy hiểm. Nỗ lực tìm kiếm của đội khách Hùng Vương An Giang trở nên khó khăn hơn từ phút thứ 67 khi Duy An phải nhận thẻ vàng thứ hai về sân. Có được lợi thế hơn người, đội bóng bên bờ sông Hàn liên tục dồn ép đối phương và đến phút thứ 88, SHB Đà Nẵng đã có được bàn thắng nhân đôi cách biệt và người lập công lần này lại là Vũ Phong với một pha bắt vô lê tuyệt đẹp ngay sát vòng 16m50. Thắng trận này, SHB Đà Nẵng có được 26 điểm và đã thu hẹp khoảng cách với đội đang đứng thứ ba là Thanh Hóa xuống còn 3 điểm. Trong khi đó, ở hai trận đấu còn lại cũng được diễn ra vào chiều ngày hôm qua, cả Sông Lam Nghệ An và QNK Quảng Nam đều đã tận dụng thành công lợi thế sân nhà để có được trọn vẹn 3 điểm trước Than Quảng Ninh và Đồng Tâm Long An. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi.